Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phiếu ông tập cuối tuần môn toán nước bóng. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 11 nhân với 10 nhân với 100 nhân với 1000 vân vân, chia cho 10, chia cho 100, chia cho 1000 vân vân. Tính chất cái thực của phép nhân nhân với số có tận cùng là chữ số 0 decimeter mét vuông. Bài số 1 đúng thì ghi D, sai thì ghi S. 102 ta nhân cho 100. Như vậy là đặc biệt nhân cho mà 10, 100, 1000 thì chúng ta viết con số này lại và chúng ta thêm chữ số 0 vào. Bên này chúng ta nhân cho 100 thì hai chữ số 0 ta thêm vào, hai chữ số 0. Bên này nếu như nhân cho 10 thì một chữ số 0 ta thêm vào. Bài này là 102 thì chúng ta phải ghi là 102, ta thêm hai chữ 0 vào. Vậy nên là sai. Đây, cái này là 102. Mà nhân 100 thì chúng ta phải thêm một số 0 nữa. Đây là thiếu rồi, có một số 0 là cũng sai. Đây, bài này mới đúng nè. 102 chúng ta ghi lại 102 và đây chúng ta nhân 100 thì chúng ta thêm hai chữ số 0 vào cuối cùng nha, vào bên tay phải á. Cái này là đúng nè. Bài này thì chúng ta ghi nguyên si lại rồi chúng ta thêm 3 chữ số 0 vào. Vậy sai rồi. Này là 1050 mà này sai rồi. Chúng ta qua bài số 2, đúng thì ghi D, sai thì ghét. Chia thì chúng ta bỏ đây số 0. Chia cho 10 thì bỏ một số 0, chia cho 2 chia cho 100 thì bỏ đi 2 số 0, chia 1000 thì bỏ đi 3 số 0. Nhân thì thêm số 0 vào, mà chia thì bỏ đi số 0. Cái này chúng ta bỏ đi bớt một số 0. Một số 0 nó trở thành là 2030 mà này là như vậy là sai. Rồi. Cái này. Này là 20300. Để chia cho 10, chia 10 ta bỏ đi một số 0. Một số 0 thì còn lại là 2030, cái này đúng. Rồi, cái này là chúng ta chia 100 chúng ta bỏ 2 số 0 đi, bỏ 2 số 0 đi. Như vậy là còn là 203 thôi, này là sai. Này là ta bỏ đi 2 số 0, đây 203 này đúng nè. Rồi này chúng ta sẽ chia cho 1000 là 3 chữ 0 này, như vậy là 3 chữ số 0 này chúng ta mất đi như vậy nó còn lại là 405. Ở đâu ra 450 là sai. 3 chữ 0 này bỏ 405 cái này đúng nè. Bài số 3 tính bằng cách thuận tiện nhất. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 50 ta nhân cho 2 là bằng 100 và sau đó ta nhân số này cho nó nhanh hơn được không? 123 chúng ta ghi lại nè. Ta nhân cho 50 nhân 2 là bằng 100 nè. Rồi, 100. 100 cái này chúng ta nhân vào là bằng 123, thêm 2 chữ 0 vào. Rồi bài này. Bài này thì chúng ta sắp xếp lại. Sắp xếp lại 20 ta nhân 5 trước rồi ta nhân cho 135 sau. Hai này chúng ta nhân vào như là bằng 100. 100 ta nhân cho 135 vậy là 135 chúng ta ghi lại và chúng ta thêm 2 chữ số 0 vào phía bên tay phải. Bài này chúng ta sẽ lấy là 25 ta nhân cho 4. 234 ta nhân cho 3. Ta sắp xếp cái này là ta nhân cho 25, ta nhân cho 4. Hai này chúng ta nhân nhau là bằng 12 với 2 nhớ 1. 9 10 0 nhớ 1, 6 7. Rồi cái này chúng ta sẽ nhân được cái này là 100. Rồi từ đây chúng ta ghi là 702 chúng ta ghi lại và chúng ta thêm 2 dấu không vào. Bài số 4. Một trường học có 7 lớp 4. Một trường học có 7 lớp 4. Mỗi lớp 4 học trong một phòng học có 16 bộ bàn ghế. Mỗi bộ bàn ghế là có 2 học sinh ngồi. Ở trường đó có tất cả là bao nhiêu học sinh lớp 4? Nhưng mà trong này chúng ta xem lại cái đề thứ nhất là có là 7 lớp 4, mà mỗi lớp 4 học là mỗi lớp 4 học trong phòng là có 16 bộ bàn ghế. Và mỗi bộ bàn ghế là có 2 học sinh. Giờ ta lấy 7 ta nhân cho 16 rồi ta nhân cho 2 thì nó sẽ ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tách nó ra. Thầy sẽ tách nó ra. Thầy tính là số bộ bàn ghế có tất cả là, gọi là tách theo từng bước. Số bộ bàn ghế có tất cả là, rồi là 7 lớp 4 mà mỗi phòng có 16 ta nhân cho 16. 7 nhân 6 là 42 với 2 ta nhớ 4, 7 1 4 11. Bộ bàn ghế rồi, mỗi bộ bàn ghế thì chúng ta sẽ có là 2 học sinh ngồi, ta lấy số này ta nhân cho 2. Số học sinh lớp 4 trường đó có là 112 ta nhân cho 2, như vậy là bằng 224 học sinh. Chúng ta đắp số. Hai 224 học sinh. Chúng ta qua trang tiếp theo. Chúng ta qua bài số 5. Mỗi bao gạo tẻ cân nặng là 50 kg. Mỗi bao gạo nếp cân nặng là 25 kg. Một xe ô tô chở 20 bao gạo tẻ và 40 bao gạo nếp. Hỏi xe đó chở là bao nhiêu tấn gạo? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính từng loại, rồi chúng ta cộng lại, rồi chúng ta đổi ra tấn được. Đây người ta cho là kg. Chúng ta tính từng loại. Giờ là mỗi bao gạo tải là cân nặng là 50 kg, vậy là số kg gạo tải chứa được là mỗi bao là 50 mà chữa là được bao nhiêu đây? Một xe ô tô chữa được là 20 bao gạo tẻ. Ta nhân cho 20 bằng 2 nhân cho 5 là bằng 10. Một số 0 này là 2 số 0 ta thêm vào, như vậy là rơi được là kg. Rồi chúng ta tính cho gạo nếp. Số kg gạo nếp chứa được là 25. Cân nặng là 25 mà chữa là 40 bao bằng 0 4520 không nhớ 2 42810 kg. Rồi chúng ta cộng lại. Số kg gạo tẻ và gạo nếp. Xe đó chữa được là 2 hai cái này cộng lại với nhau 1.000 kg gạo tẻ cộng 1.000 kg gạo nếp là bằng 2.000 kg. Và từ đây chúng ta sẽ đổi ra tấn. Số tấn gạo xe chữa được là 2.000 kg, đổ ra được là 2 tấn. Đáp số hai tấn gạo. Chúng ta qua bài số 6. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Cái này là giải đơn vị đo về thể tích, diện tích chứ. Thứ nhất là km vuông, hecto mét vuông, dk mét vuông, dc mét vuông, cm mét vuông và mm mét vuông. Đó là cái giải đơn vị đo về diện tích. Kilo mét vuông là đơn vị này là lớn nhất, lớn nhất, và mm mét vuông là đơn vị là nhỏ nhất. Chú ý cái đây là một cái đơn vị là hecto mét vuông hay còn gọi là hecta. Ở đây là mét vuông thì người ta hay dùng là diện tích nhà nhỏ nhỏ ở như ở thành phố rồi đó, là mua cái nhà đó là diện tích bao nhiêu mét vuông đó. Hai đơn vị đứng liền kề nhau thì hơn kém nhau 100 lần đó, hơn kém nhau 100 lần. Rồi 15 dc mét vuông đổ ra cm mét vuông. Như vậy từ cái này đổ qua này, như vậy cái này nó hơn cái này là 100 lần. Như vậy ta lấy 15 này ta nhân cho 100, như vậy nó sẽ ra là 15. Chúng ta ghi lại và chúng ta nhân vào 100, chúng ta thêm 2 chữ số 0 vào. Rồi cái này cũng giống y chang như vậy. Cái này chúng ta sẽ nhân cho 140 và thêm 2 chữ 0 vào. Rồi cái này thì nó có cái sự khác biệt. Thứ nhất là hai đơn vị dc mét vuông và đây là cm mét vuông, rồi đây là có cm mét vuông. Như vậy tạm thời chúng ta giữ nguyên cái này lại và cái này chúng ta sẽ đổi ra cm mét vuông. Cái này chúng ta sẽ đổi ra được là 300. 300 ta cộng với 12 là bằng 312 cm mét vuông. Rồi cái này chúng ta đổ ngược thì chúng ta sẽ chia, từ nhỏ đổ ra lớn chúng ta sẽ chia. Hai đơn vị này hơn kém nhau là 100 lần, như vậy cái này chúng ta sẽ chia cho chúng ta sẽ chia cho 100. Chia 100 thì bỏ 2 chữ 0 này đi, như vậy còn là 23. Cái này cũng vậy, chúng ta sẽ chia cho 100. Chia 100 chúng ta bỏ 2 chữ 0 này đi, như vậy còn lại là bên này là 2 chữ 0, con số 5 và 2 con số 0. Rồi còn này thì sao đây? Cái này là hai số này, hai số này là của cm, hai số này là của cm, còn số 1 với số 2 là của dc mét vuông, vậy nên là 30 là của cm mét vuông. Rồi 21 mét vuông đổ ra dc mét vuông. Cái này hơn cái này là 100 lần, như vậy cái này chúng ta sẽ nhân cho 100. Ta lấy 21 ta nhân cho 100, chúng ta thêm 2 số 0 vào. Rồi cái này nó cũng tương tự, đây giống như cái bài trên. Như vậy cái này chúng ta cũng nhân cho 100. Nhân 100 này chúng ta ghi lại 2010 và ta thêm 2 số 0 vào. Rồi cái này thì tương tự giống bài này. Hai cái này chúng ta tạm thời để nguyên. 3 mét vuông này chúng ta sẽ đổi ra được là bằng là 300 dc mét vuông. 300 ta cộng với 20 là bằng 320. decimeter. Rồi cái này thì hai cái số này là của là decimeter vuông, rồi 45 là của là mét vuông, này là 60 của là decimeter vuông. Bài số 7 điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Chúng ta muốn điền được thì chúng ta phải hai bên này chúng ta phải cùng đơn vị đo rồi chúng ta mới so sánh được. Bây giờ bên này là có cm vuông, bên này cm vuông, nhưng mà bên này sẽ có cái này. Cái này chúng ta sẽ đổi ra là cm vuông rồi chúng ta cộng với cái này. Còn cái bên này chúng ta giữ nguyên ha. 5 dm vuông chúng ta đổi ra được là 500. Được không? 500 cm vuông. 500 ta cộng với lại là 7 nên là bằng là 507. Còn bên này có 57 à. Và bên này nó sẽ lớn hơn. Rồi. Bài này cũng giống y chang nhau rồi. Giờ chỗ này trên này thì chúng ta đã tính rồi đấy, 500. 500 ta cộng với 7 bằng 507, bên này cũng 507 là bằng nhau. Còn bài này cũng y chang như đây thì chúng ta sẽ đổi ra được là ngay chỗ này là bằng 507. 507 bên này 570 thì 570 nó sẽ lớn hơn. Bài này từ mét vuông mà chúng ta đổi ra cm vuông nó là 2 số 0 này của dc này, cm vuông 2 số 0 này của cm vuông này. Rồi, cái này chúng ta sẽ cộng với cái số 5 thì sẽ ra được là 2 1 2 3 và con số 5. Đó. Đây đơn vị này cuối cùng nó là cm vuông ha. Rồi. Bên này nó không có giống bên này. Bên này số bên này tới là 5 chữ số, bên này 4 chữ số. Số 5 chữ số lớn hơn. Cái số này giống y chang đây số này. Đó, cộng 3 số 0 ở giữa. Số 2 và số 5 ở cuối đầu này bằng nhau. Rồi, bên này thì mới vừa đổi xong nó là con số này 20005 cm vuông. Còn bên này thì bao nhiêu số đây? 5 chữ số, bên này cũng 5 chữ số. Đó, mà bên này là 50 còn này là 05. Lớn hơn. Chúng ta qua bài số 8. Mỗi thùng chứa là 250 kg sách vở. Mỗi xe ô tô chở là 4 thùng sách vở. Hỏi 2 xe ô tô vậy chữa máy tấn sách vở. Như vậy là mỗi thùng là 250 kg sách vở mà mỗi xe ô tô lại chữa là 4 thùng. Mỗi xe ô tô chữa 4 thùng, hỏi xe 2 xe. Giờ chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 xe là chữa được 8 thùng. Đó, 8 ta nhân trong số này. Chúng ta có nhiều cách để giải. Bây giờ chúng ta sẽ tính mẫu xe trước ha, mẫu xe rồi chúng ta nhân cho hai xe. Thầy cho đây tính mẫu xe. Số kg sách vở một xe chữa được là mỗi thùng là có là 250 này. Mà ta nhân cho mỗi xe chữa được 4 thùng ta nhân cho 4 nè. Bằng 0, 5 4 20 không nhớ. Nhớ 2. 1000 kg sách vở. Rồi, chúng ta tính cho 2 xe. Số kg sách vở 2 xe chữa được là ta lấy là 1000 là mẫu xe mà hỏi xe 2 xe ta nhân cho 2 là bằng 2000 kg sách vở. Rồi người ta bây giờ người ta hỏi là tấn thì chúng ta sẽ đổi ra số tấn sách vở 2 xe chữa được là này 2.000 kg, ta đổi ra được là 2 tấn. Đáp số hai tấn sách vở. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em tìm bài học vào cái phần mô tả dưới tất cả những cái clip của thầy ha. Dưới đó thầy có để những cái link blog của thầy ha. Vào đó tìm tất cả những loại sách rồi vở ô ly rồi để kiểm tra vân vân.